Taiya, lại đây được rồi, tôi đến đây. Sao tôi không chào mọi người nhỉ? Xin chào mọi người, tên tôi là Siber. Xia Long tên là Taida. Hoa của bạn rất đẹp. Xin chào, anh Lê. Bạn cao hơn tôi tưởng. Bông hoa này là dành cho bạn, cảm ơn. Anh ấy có trí tuệ cảm xúc khá cao. Anh ấy là một người sắc lớn. Bạn có thể làm gì khác? Chúng ta mới tập đi, phần dưới vẫn chưa vững chắc nên đang tập Yama Step. Để xem bước Yama này có ổn định và chuẩn không nhé. Có nghĩa là tôi đã làm rất tốt phải không? Mọi người đều nói hành động của bạn rất tuyệt, tại sao chúng ta không chụp ảnh chung? Nào, tôi sẽ chụp ảnh bằng chiếc điện thoại Xiaomi Flip mà chúng tôi vừa ra mắt. Được rồi, chúng ta làm lại nhé. Được rồi, cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn, Sueda. Hãy đến và xem bức ảnh này trông như thế nào. Bạn không cần phải chỉnh sửa. Bạn có thể chụp ảnh trực tiếp. Suya, hôm nay bạn đã biểu diễn rất tốt. Cảm ơn bạn đã đến lần này. Tôi sẽ quay lại và tiếp tục luyện tập Yamapo. Được rồi, tạm biệt.